Trong buồn dài ra một
một người con, một người dì, một người mẹ. Chắc hẳn suốt mấy ngày qua tham gia có nhiều điều thiếu sót, thì điều đấy là những giây phút sốt cuộc. Để được kinh lạc ở đây khi cô áo con từ từ chi viện, là gia đình chúng con chứ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ. Anh chị em chúng con chứ không bao giờ còn được nghe tiếng nói tiếng cười của mẹ, chứ không còn được nghe những lời mẹ dạy bảo tiếng nhớ như tuổi còn thơ dại. Mẹ chúng con đã ra đi, một chi đi xa mà không hẹn ngày trở lại. Theo như cô áo con của mẹ, tôi xin mẹ được thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn cho các chính quyền địa phương sở tại, xin chân thành cảm ơn tình nghĩa thông dân. Suốt mấy ngày qua nếu không còn ngày đường xa xa xôi, xin đây tâm ba nên nhanh chi buồn giúp đỡ gia đình chúng con. Tất nhiên có điều gì bà cố gắng nhiệt tình tha thứ lỗi bỏ qua cho gia đình chúng con. Xin chân thành cảm ơn cơ sở mấy năm tân ấp quý sư thầy cùng toàn thể nhân dân tôi mang nhạc lễ đợi kèn tay đợi ấm công. Các ta lúc mỗi điều khiến cho buổi tăng lễ của mẹ mất thêm phần thất trọng. Thiên tâm thiên tình đó, nghĩa cử đó, gia đình chúng con không biết nói gì, không thấy đáp tạ thấp mất và cô của ba người dậy giờ đây. Xin hãy nhận gia đình con có hai lời đầy đầy. Xin cho ban gia đăng tạ lên tình
chính xác. Cho chồng nữ diễn với đàn đầu nha. Vì thật thế gian chúng anh chúc chúc bằng nghe. Các năm các cuộc đời chúng anh chúa bằng cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bỏ qua cho lời cuối cùng hợp lý có biết nói gì hơn, xin phép thay mặt cơ sở mới tán Tân An cùng toàn thể anh em trong ban nhạc lễ được kèm tay của ông công với cơ sở không quên cầu chúc cho ông linh của người mẹ người bà của chúng con sớm được giải thoát về miền tây phương tịnh độ. Thì cũng không quên cầu chúc cho bà cô bác phát tài an khang thiết trường dịch vụ tấn tài tấn lợi tấn bình an. Xin thân ái kính chào. Thank you.